Hello và xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm có thể nói là rất là hay ho luôn. Và bạn có tin được không khi mà một thiết bị nó nhỏ gọn như thế này. Đây, mình có thể cầm nó ngay ở trong lòng bàn tay như thế này. Nó thì vừa là một chiếc máy nghe nhạc, vừa là một chiếc máy xem phim. Và thậm chí là nó còn có thể biến thành một cái chiếc đồng hồ thông minh đấy cơ. Và nếu như mình nói rằng là cái sản phẩm này chỉ có mức giá chỉ là hơn 900 ngàn mà thôi, thì chắc hẳn là một số bạn sẽ sốc phải không nào, vì cái mức giá nó rất là rẻ của nó. Vậy thì thiết bị này nó có điều gì đặc biệt, nó có làm được điều gì khác nữa hay không, thì trong video này các bạn cùng mình tìm hiểu về chiếc máy nghe nhạc này nhé. Thì đầu tiên, tên của chiếc máy nghe nhạc này đấy là Ruizu M8, là một chiếc máy nghe nhạc đến từ Ruizu. Thì dành cho một số bạn chưa biết về thương hiệu này, Ruizu thì có thể nói là được biết đến ở thị trường Việt Nam là một cái hãng chuyên sản xuất những chiếc máy nghe nhạc giá rẻ, nhưng mà chúng ta lại có một cái chất lượng rất là tốt trên giá thành. Và chiếc máy nghe nhạc Ruizu M8 này cũng vậy. Như các bạn thấy ở đây, cảm nhận đầu tiên của mình ấy, khi mà mình cầm cái sản phẩm này đấy là mình khá là bất ngờ luôn. Cái trọng lượng cũng như là cái kích thước của nó rất là nhỏ gọn. Về tổng thể thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là giống một cái chiếc smartwatch. Toàn bộ phần khung của chiếc máy nghe nhạc thì chúng ta sẽ được trang bị bằng là kim loại nguyên khối, cầm rất là đã tay và kiểu rất là đầm tay luôn. Ở phía mặt trên của chiếc máy nghe nhạc thì chúng ta sẽ có một cái màn hình kiểu làm full như thế này, rất là bắt mắt luôn. Và cái màn hình này, những bạn nhìn như thế này, đây mình có thể xoay ngang cho các bạn xem. Chúng ta sẽ có một cái màn hình kiểu là bo viền như thế này. Thì khi mà chúng ta thực hiện những cái thao tác cảm ứng như thế này, vuốt chạm hoặc là các bạn cho lên tay ấy, thì chúng ta sẽ không có cảm giác cấn hoặc là cảm giác quá là góc cạnh. Và là một chiếc máy nghe nhạc cũng như là một cái chiếc smartwatch phải không, thì chúng ta tất nhiên cần đấy là phần phím bật nguồn cũng như là phím tăng giảm lượng. Thì đây, phía bên cạnh trái chúng ta sẽ được trang bị một cái khu vực đấy là phím bật nguồn này và phím tăng giảm lượng. Cả hai cái phím này thì chúng ta cũng được trang bị đấy là bằng kim loại nhé. Tiếp theo ở phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cái cổng sạc đấy là USB Type-C. Và nếu như một số bạn có ý kiến rằng đấy là cổng sạc Type-C với cổng sạc micro thì nó làm gì nó khác nhau nhiều phải không? Nhưng mà các bạn lưu ý đấy là cổng sạc Type-C ở trên chiếc Ruizu M8 này thì nó không chỉ để sạc đâu, mà nó còn giúp chúng ta có thể cóp được dữ liệu vào trong chiếc máy nghe nhạc. Các bạn có thể cóp video, cóp nhạc chất lượng cao thông qua cổng sạc USB Type-C này khi kết nối với máy tính. Và tất nhiên là cổng sạc Type-C mới nhất thì chúng ta sẽ có một cái tốc độ copy nó nhanh hơn phải không? Chúng ta sẽ không phải kiểu như là chờ trong thời gian dài để cóp một cái bản nhạc khoảng tầm 7-8GB nữa. Đây có thể gọi là một điểm cộng mà mình thấy rất là thích ở trên chiếc Ruizu M8. Tiếp theo, quay sang phía mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái bề mặt đấy là bằng kính nhá. Chúng ta sẽ có một cái logo Ruizu này cũng như là một cái dòng chữ đấy là 8GB, tức là cái chiếc máy nghe nhạc này nó sẽ có bộ nhớ trong đấy là 8GB và nó sẽ không được sử dụng một cái khe cắm thẻ nhớ nào nhé. Ở phía mặt trên của chiếc máy nghe nhạc này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái dãy loa nhỏ như thế này. Cái loa này thì gần như là chúng ta chả mấy khi là nghe nhạc đâu, nhưng cái phần loa này thì nó sẽ giúp ích, nó có thể gọi là cực kỳ hiệu quả trong cái việc đấy là các bạn xem phim ở trên một cái thiết bị nhỏ như này. Các bạn muốn xem phim hai người chẳng hạn thì chúng ta có thể bật loa ngoài thì nó kiểu đơn giản hóa hơn rất là nhiều phải không? Và nói về việc nghe nhạc cũng như là xem phim thì tất nhiên là mình không thể không nhắc tới đấy là cái chiếc máy nghe nhạc này thì sẽ được trang bị thêm một cái tai nghe có cổng cắm đấy là Type-C như thế này. Thì chúng ta sẽ có một cái kiểu tai nghe dạng earbud như này. Ở mặt trước này thì chúng ta sẽ có được trang bị một cái phần lưới bằng kim loại giúp chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh hơn. Nó là bằng kim loại nhá, chứ không phải kiểu bằng vải hoặc là bằng nhựa đâu. Cũng có thể nói rằng là cái tai nghe này cũng rất là đáng tiền phải không nào. Và những phần phụ kiện ở trên chiếc Ruizu M8 này nó không chỉ dừng lại là một cái chiếc tai nghe đâu, mà nó còn được trang bị thêm một cái phần đai như thế này. Đấy, như các bạn thấy đấy. Và đây là cái lý do mà mình nói rằng nó có thể biến thành một cái chiếc smartwatch. Và để biến thành một chiếc smartwatch với một cái chiếc máy nghe nhạc nhỏ gọn như thế này, với một cái phần quai đeo đồng hồ như này, thì chúng ta chỉ cần lắp nó vào. Và với việc là sử dụng thêm một cái tai nghe các bạn cắm vào như thế này, đấy, các bạn sẽ tưởng tượng xem tai nghe thì sẽ cắm vào cái phần cổ tay và các bạn đeo trên tai phải không? Kiểu các bạn chạy bộ ấy, nó là thứ kiểu rất là tiện lợi luôn. Kiểu như là cái chiếc máy nghe nhạc này nó là chuyên phục vụ những cái nhu cầu, ví dụ như là các bạn chạy bộ buổi sáng, các bạn muốn nghe nhạc, các bạn muốn xem phim và các bạn muốn có một cái đồng hồ chẳng hạn, thì Ruizu M8 là dành cho bạn. Nói về cái phần quai đeo đồng hồ này thì chúng ta cũng có một cái quai, nói chung là gần như là mình không có gì để chê trách cả ở trong cái mức giá như này. Ở phía mặt này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái phần khuôn, tức là một cái phần bọc để bọc cái phần máy nghe nhạc chúng ta, đấy là bằng nhựa trong suốt các bạn nhé. Cái phần chốt này thì chúng ta có thể thoải mái là tháo nó ra và vệ sinh cho cái phần quai của chúng ta. Về cái độ bền mà mình cảm nhận được ở trên cái phần quai này thì mình thấy nó gần như là rất là tốt luôn, không có gì để chê cả. Chúng ta vẫn có một phần cao su rất là mềm mà các bạn đeo vào nó sẽ không hề bị cộm tay, bị cần tay hoặc là bị hằn vào tay. Ngay cả cái phần chốt cũng như là cái phần khuyên như thế này thì chúng ta vẫn có một cái độ gia công rất là tốt. Như các bạn thấy đây thì khi các bạn soi kỹ nhá thì chúng ta sẽ không hề thấy bất kỳ một cái phần gọi là cao su thừa nào ở trên phần quai.
Và nói về phần phụ kiện thì mình thấy có một thứ mà mình thấy rất là thích, có thể nói là rất là đáng tiền ở trên Ruzu 18 luôn. Đấy là chúng ta sẽ có một cái sợi cáp USB Type-C như thế này. Các bạn có tin được không? Một cái chiếc máy nghe nhạc chỉ là hơn 900 ngàn thôi mà chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái tai nghe này và một cái dây sạc Type-C kiểu rất là bền luôn. Và khi mà mình cầm cái sợi cáp Type-C này thì mình có thể nói là mình đã nhầm lẫn với cái sợi cáp Type-C mà mình đang dùng cho MacBook luôn. Kiểu nó rất là cứng cáp và kiểu rất là dày ấy. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ giải thích tại sao Ruzu 18 là một thiết bị nó là cực kỳ đa năng. Thì đầu tiên mình sẽ nói về những cái công nghệ, những cái tính năng được trang bị ở trên chiếc Ruzu 18 này. Đầu tiên thì Ruzu 18 thì sẽ được trang bị một cái màn hình với kích thước đấy là 1,54 inch theo như Ruzu công bố, và nó sẽ sử dụng cái tấm nền đấy là IPS. Và với việc là sử dụng cái tấm nền đấy là IPS thì mình thấy rằng là cái Ruzu 18 hoàn toàn có thể các bạn có thể xem phim một cách thoải mái ở trên cái màn hình này. Về cái khả năng hiển thị của nó thì mình có test xem thử một vài bộ phim thì mình thấy cái độ hiển thị của nó rất là sắc nét luôn. Cái độ tương phản này, màu sắc mà nó hiển thị ra thì rất là tươi tắn và nó không hề kiểu bệt hoặc là bị răng cưa đâu. Và khi mà mình sử dụng cái chiếc máy nghe nhạc này, mình đeo vào cổ tay, biến nó thành một chiếc smartwatch chẳng hạn, mình đi ra ngoài trời thì mình xem giờ cũng rất là dễ dàng luôn, tại vì cái tấm nền của nó cho cái độ hiển thị rất là tốt. Về cái độ nhạy cảm ứng ở trên cái màn hình này thì mình có test, mình có vào những cái menu này, mình có chạm những cái icon nó rất là nhỏ như này thì những cái phản hồi của nó gần như là ngay tức khắc. Và thậm chí là khi mà tay mình nó sẽ có một chút là kiểu mồ hôi ở trên vân tay ấy, thì khi mà mình chạm vào thì cái phản hồi của nó cũng rất là tốt luôn, nó không hề bị giảm đi chút nào. Và cái phần âm lượng ở trên cái phần loa này thì mình có test là kiểu max volume ấy, thì cái âm lượng của nó thì các bạn có thể xem phim một lúc khoảng tầm 2 người là hoàn toàn thoải mái nhá. Như mình nói thì Ruzu 18 là một chiếc máy nghe nhạc, mặc dù có mức giá chỉ chưa tới là 1 triệu đồng, chiếc máy nghe nhạc này thì nó sẽ hỗ trợ hầu hết tất cả những định dạng nhạc rất là thông dụng hiện nay, ví dụ như là MP3 này, và thậm chí là những cái định dạng rất là cao cấp ở trên những chiếc máy nghe nhạc đắt tiền, ví dụ như là flash chẳng hạn. Còn tiếp theo thì tại sao mình nói chiếc máy nghe nhạc này nó có thể biến thành một cái máy xem phim? Thì chiếc máy nghe nhạc này thì các bạn có thể copy video ở trên máy tính thông qua cái cổng sạc USB Type-C như thế này. Với bộ nhớ trong được trang bị lên tới là 8GB thì chúng ta có thể copy được những cái bộ phim ngắn, những cái video nhỏ vào trong cái chiếc máy nghe nhạc này để có thể xem. Và những cái định dạng video mà chiếc Ruzu 18 này có thể hỗ trợ đấy là hai định dạng AMV và AV. Về dung lượng pin thì chiếc Ruzu 18 này thì sẽ được Ruzu trang bị một viên pin là lithium có dung lượng là 180 mAh và thời gian sạc đầy cho nó sẽ là khoảng tầm 2 giờ. Ngoài ra, chiếc máy nghe nhạc này thì sẽ được trang bị cái công nghệ Bluetooth đấy là 4.0. Thì nếu như bạn đang sử dụng một cái chiếc tai nghe True OLED, các bạn không muốn sử dụng cái chiếc tai nghe đến từ Ruzu là cắm qua cổng sạc USB Type-C này, nó khá là vướng víu, thì các bạn có thể bật Bluetooth ở trên chiếc Ruzu 18 và kết nối với tai nghe. Đấy, các bạn có thể thấy rất là tiện lợi phải không? Và với công nghệ Bluetooth đấy là 4.0 thì mình tin rằng là chúng ta sẽ có một kết nối rất là ổn định, và mình có thể nói rằng là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm với kết nối không dây ở trên chiếc máy nghe nhạc này. Tại vì gần như là chúng ta khi mà nghe nhạc ấy, thì chúng ta sẽ đeo cái chiếc máy nghe nhạc này ở trên tay và khoảng cách từ tay đến tai thì nó rất là gần, nên là chúng ta sẽ ít khi gặp phải cái hiện tượng đấy là kết nối chập chờn, trừ khi mà các bạn vào trong những môi trường rất là nhiều những thiết bị điện tử và nó sẽ làm nhiễu kết nối không dây của bạn. Và đấy, với chiếc Ruzu 18 nhỏ gọn như thế này thì chúng ta có thể nghe nhạc này, xem phim, biến nó thành một chiếc smartwatch. Thì ngoài ra chúng ta sẽ được Ruzu trang bị rất là nhiều những tính năng hay ho khác. Đầu tiên là chúng ta có thể nghe FM ở trên chiếc máy nghe nhạc này. Tiếp theo chúng ta có thể sử dụng nó thành một chiếc máy ghi âm này, chúng ta có thể duyệt ảnh, phát video, hoặc thậm chí chúng ta có thể đọc ebook ở ngay trên thiết bị này thông qua định dạng đấy là TXT. Và ngoài ra, nếu như các bạn nghịch ở bên trong cái phần menu của chiếc máy nghe nhạc này thì chúng ta sẽ được trang bị rất nhiều những tính năng khác nữa cơ, ví dụ như là đồng hồ bấm giờ này, báo thức hay là từ điển máy tính chẳng hạn. Và mình có thể nhận xét rằng là Ruzu 18 là một thiết bị rất là đa năng. Và vừa rồi là chiếc máy nghe nhạc Ruzu 18, một chiếc máy nghe nhạc có thể gọi là rất là đa năng, và khi kết hợp với một cái phần quai đeo như thế này thì nó có thể biến thành một cái chiếc smartwatch, biến thành một chiếc máy xem phim ở ngay trên cổ tay của bạn. Vậy thì nếu như bạn đang xem video này thì bạn nghĩ sao về chiếc máy nghe nhạc này thì hãy để lại cho mình một comment, một cái chia sẻ ở phía bên dưới video nhé. Và các bạn cũng đừng quên là bấm cho mình một like, một subscribe kênh để ủng hộ mình cũng như là ủng hộ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.